Thì Nhung chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và Radio và mời quý vị quay trở lại phần 2 của chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và để tiếp tục với phần trả lời của câu hỏi này thì tôi xin lưu ý khi mà ông nạp đơn xin hưu bổng với Sở An sinh xã hội thì bao giờ nhân viên Sở An sinh xã hội cũng hỏi cho biết cặn kẽ về cái tình trạng gia cảnh của ông, gia cảnh của ông hiện nay. Và nếu ông có những cái hôn nhân trước kia thì nhân viên Sở An sinh xã hội cũng muốn được biết, không phải vì họ có những cái tò mò về cái tình trạng cá nhân của người khách hàng, nhưng mà để biết rằng những người đi qua đời tôi đó đi qua bao lâu, ở lại bao lâu, rồi bao lâu bỏ đi. Thì nếu mà ở lại 10 năm thì những người chia tay sau một cái hôn nhân kéo dài 10 năm thì những vị chia tay đó cũng có đủ điều kiện để hưởng một phần trên cái hồ sơ ăn theo của người làm việc có nhiều tiền. Bây giờ trở lại cái trường hợp của bà, tôi biết bà là kết hôn 10 năm thì tôi không hiểu tại sao mà ông chưa có giúp bà để mà update, cập nhật cái hồ sơ hưu bổng của ông để bà được xin một phần. Chắc chắn ở cái tuổi 71 bà được hưởng 50% cái hồ sơ hưu bổng của ông. Trong đợt phần đầu của thơ, bà cho biết ông được hai nguồn hưu bổng nhờ ông có là người Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam. Thưa bà, khi ông tham chiến ở Việt Nam thì ông trở về, có nghĩa là ông trong quân ngũ, ông tham chiến rồi ông trở về, thì ông có cái phần hưu bổng của cái bên quân đội của ông. Và sau đó ông có đi làm và ông hội đủ điều kiện để hưởng cái quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội. Thì với cái quyền lợi hưu bổng của quân đội thì bà không được hưởng phân nửa phần trăm. Theo tôi được biết thì với bên quân đội đó thì tùy theo ông chọn lựa là khi ông qua đời có phải bà là cái người được hưởng cái quyền thừa kế hay không. Bây giờ nói về cái phần an sinh xã hội. Vâng, an sinh xã hội bà sẽ được hưởng 50%. Và tôi không biết tổng số là 5.000 hơn một chút là kết hợp giữa an sinh xã hội và cái hưu bổng quân đội. Nhưng mà không biết cái phần an sinh xã hội bao nhiêu, bà sẽ được hưởng 50% cái hồ sơ hưu bổng an sinh xã hội. Bây giờ nói cái tình trạng gia cảnh, bà đang chính thức kết hôn với ông. Chính thức kết hôn có nghĩa là còn cái hôn thú, là cái văn kiện xác nhận cái tình trạng gia cảnh của ông bà. Nhưng mà không có nghĩa rằng ông bà phải sống chung với một mái nhà. Có thể bà sống với người con, ông sống với một người con khác, nhưng mà ông bà vẫn chính thức kết hôn. Thì cho dù cái hôn nhân đó ngắn hơn 10 năm thì bà vẫn đủ điều kiện để xin cái quyền lợi ăn theo. Còn nếu mà bà đã chia tay thì cái hôn nhân kéo dài 10 năm là một người đã ly dị, bà vẫn hội đủ hoàn toàn điều kiện để hưởng 50%. Vì tại sao tôi nói rõ ràng 50%? Số tuổi của bà đã 71, cao hơn cái mức được hưu toàn phần hiện nay là 66. Khi mà bà mang cái giá thú và số an sinh xã hội của ông, của bà không có cần phải cho ông biết là tôi đi ăn theo ông đó. Cô, nhưng mà đó, cho dù là bà với ông có còn hôn thú hay không, có còn sống chung mấy ngày hay không, thì nếu mà được 50%, chỉ là 50% của cái phần an sinh xã hội thôi. Đúng chứ rồi. Không phải là tổng 50% của 5.000. Dạ phải. Thì cái phần mà lương mà ông tham chiến ở Việt Nam là người ta không có ăn theo cái phần đó. Cái đó đúng thì là không? Một cái nguồn hưu bổng khác. Nó cái luật lệ của cái hưu bổng của ông nhận của một người cựu quân nhân nó khác hơn là cái hưu bổng của an sinh xã hội. Mà bà có nói một câu này cho nên là Thiên Nhung cũng đặt câu hỏi, là bà hỏi là cơ quan hưởng lương ăn theo ở cơ quan tiểu bang
mà không cần có sự đồng ý của chồng tôi được không? Dạ. Thì bây giờ Nhân nói cái câu chuyện này, tôi xin thưa là bà đến văn phòng an sinh xã hội địa phương. An sinh xã hội là một cơ quan của chính quyền liên bang, do đó không phải là tiểu bang hay không phải là chính quyền địa phương. Nhớ, bà có thể liên lạc ở số điện thoại 1-800-772-1213. Khi bà gọi số điện thoại này thì bà có thể hỏi là tôi muốn có cuộc hẹn, thì nhân viên qua đường dây sẽ hướng dẫn cho bà đến nơi nào là nơi gần nhất của bà. Trở lại theo cái câu cuối cùng thì bà hỏi nếu mà ông không đồng ý thì bà có lãnh được không? Thưa được. Nếu bà hội đủ điều kiện về mặt hôn nhân đang còn hiệu lực, hay là một cái hôn nhân đã đi đến cái tình trạng chia tay, ly dị, và bà có 10 năm sống chung với ông, 10 năm mà chính thức kết hôn đó, thì ông thích thì vui, ông không thích thì ông ráng chịu. Vẫn được. Yeah. Trong bất cứ trường hợp nào thì cũng vẫn được. Tôi có một cái câu chuyện, câu chuyện thật. Có một anh chàng đó cũng kết hôn với vợ, vợ làm rất nhiều tiền, rồi ảnh cũng hơi ba trợn chút. Cái bà vợ bà bực mình quá, cái một ngày đẹp trời bà mới mời anh một bữa ăn, có một cái bông hồng, có một ngọn bạch lạc. Cái xong là một buổi ăn rất là thú vị. Rồi anh uống một ly, rồi anh uống nhiều ly, rồi anh xỉn. Cái lúc anh xỉn á, thì bà vợ có chuẩn bị một cái văn kiện nói rằng tôi, Nguyễn Văn A, đồng ý sẽ không nhận cái quyền lợi ăn theo trên hồ sơ hưu bổng của bà vợ tôi. Và ông ký tên trong lúc ông cho chó ăn chè. Ok. Thì đến khi mà bà về hưu thì bà mới mang cái văn kiện, cái giấy mà ký của ông cái lúc mà ông cho chó ăn chè đó. Thì nhân viên ra ăn trên xã hội nói dạ không được. Cho dù ông có ký giấy ông không xin ăn theo thì cái quyền lợi ông vẫn đầy đủ để ông lãnh phần nửa của bà. Thứ nhất vì ông đang chung sống với bà, và cho dù ông có chia tay và ông có 10 năm kết hôn thì không có một cái chữ ký nào của ông cho phép là ông hủy hay là ông miễn cái quyền lợi ăn theo trên hồ sơ của người lãnh an sinh xã hội. Cho dù mình đồng ý hay không đồng ý, mình không nếm cái đó mặc nhiên là như vậy. Dạ, mặc nhiên là như vậy. Dạ, tại vì thư còn nhiều quá chứ không thôi là Thi Nhung hỏi tiếp khai thác thêm phải không? Dạ đúng rồi. Và Thi xin một lá thư Thi Nhung nhận được vào ngày 28 tháng 4 của một vị khán giả tên là Phương Mai Nguyễn ở Carroll Stream, Illinois. Sao cô? Xin chào bà Hồ Quang, tôi là Mai Nguyễn, sinh năm 1950. Năm nay tôi đã nghỉ hưu. Mỗi tháng thì tôi nhận được tiền hưu là 827 đồng. Tôi có Medicare A và B. Mỗi tháng tôi còn được 66 đồng tiền food stamp. Và mới đây thì tôi đã nhận được số tiền là 130 đồng. 130.000. Do công ty thuốc đền bù, bởi vì thuốc Actos đã làm cho chồng tôi bị ung thư bọc đái và ông ấy đã mất vào năm 2011. Xin bà làm ơn cho tôi biết là sau khi tôi nhận tiền Medicare, tôi có bị cúp, sau khi tôi nhận cái tiền đền bù 130.000 đó, thì Medicare tôi có bị cúp hay không? Hiện nay tôi đang bị cao máu, cao mỡ, cao đường và bị loãng xương, và cũng đang chích mỗi 6 tháng. Và cứ 3 tháng là phải đi bác sĩ gia đình. Tôi có vào bệnh viện cấp cứu vì cao máu vào năm 2010. Tôi đã vào quốc tịch Mỹ. Xin bà giải thích giùm. Dạ, cái chuyện mà cao máu, cao đường, cao mỡ. Mỡ máu. Sao nghe quen quen á. Hình như tôi cũng đủ hết trơn mấy cái chuyện đó. Dạ thưa bà lãnh cái tiền hưu bổng an sinh xã hội. Thì cái Medicare đi song song với cái quyền lợi hưu bổng của bà
vì là quyền lợi. Do đó bà có nhận được cái sự đền bù 10.000, 130.000 hay nhiều hơn nữa, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái việc Medicare của bà. À, vậy là bà cũng có thể nhận rồi xài thoải mái chứ không có cần thiết là phải, phải không cô, là không có bị ảnh hưởng gì hết. Còn nhiều lắm á. À, vậy thì thật ra thì thời lượng của mình cũng đã hết rồi, cho nên là Thi Dung mong là quý vị vẫn đón tiếp theo dõi trong lần phát hình lần sau, thì cô Angel và Quang sẽ tiếp tục trả lời lá thư này. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì về phúc lợi của xã hội, hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ email là ansinhxãhoi@vietv.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ số 1301 East Arapahoe, Richardson, Texas 75081.